và các bạn đang đến với một chương trình vô cùng quen thuộc, đó chính là Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Minh Châu. Em chào hôm anh. Nay đến với chương trình thì anh có một quả này, anh đố em đây là quả gì? Cái quả này em nhớ là có lần em còn lộn nó với lại trái dưa leo nữa cơ. Cái này là trái bí nhật đúng không? Chính xác, hay người ta còn gọi là trái bí ngòi. Mà Minh Châu có biết không, trái này thì màu sắc ha, nó có màu vàng, màu xanh, trông rất là đẹp mắt, ăn cũng rất là ngon. Tuy nhiên thì còn cũng rất là bổ dưỡng nữa. Anh nghe nói là ăn cái này sẽ có lợi cho mắt nè, và cũng có lợi cho tim mạch nữa. Chà, cái này thì em mới biết luôn đó. Không ngờ nha, bí ngòi nè, xào vừa thơm ngon mà lại còn vừa bổ dưỡng nữa chứ. Mà Minh Châu có biết không, hôm nay thì cũng là ngày cuối tháng rồi. Chúng ta chuẩn bị khép lại cái chương trình Món Ngon Vui Giáng Sinh. Thì anh nghĩ mình hôm nay cũng giới thiệu cho quý vị khán giả một món ngon và bổ dưỡng. Minh Châu thấy như thế nào? Vậy thì còn gì bằng nữa, anh Vũ rất là chu đáo nha. Bởi vì là khi mà cuối năm thì mọi người ai nấy đều bận rộn, nhiều khi lại bỏ quên, không quan tâm đến sức khỏe của mình đó. Đó cũng là tiêu chí của chương trình, luôn đem đến cho quý vị khán giả những món ăn ngon, bổ dưỡng, đơn giản và chế biến lại nhanh chóng. Thì cũng không nằm ngoài cái tiêu chí đó, món ăn của chúng ta ngày hôm nay có tên là cọt heo xào bí ngòi. Bây giờ em thấy trên bàn đã có hai nguyên liệu chính trong tên gọi rồi, là cực heo nè, bí ngòi nè. Anh Vũ giới thiệu đầy đủ các nguyên liệu đi. Đúng vậy, cụ thể thì chúng ta cần có như sau: cực heo 2 trái, ngòi rí, cà rốt khoảng nửa củ, bí ngòi khoảng 2 trái, tỏi băm, hành lá băm, một số gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Và đây là cực heo, anh đã cắt dọc và anh lấy hết cái phần trắng ở bên trong ra. Sau đó anh sát muối và rửa lại cho thật kỹ. Thì như vậy thì sẽ không còn cái mùi hôi khó chịu nữa. Em nhớ rồi. Như vậy thì để loại bỏ hoàn toàn mùi hôi khó chịu trên cật heo thì quý vị cắt làm đôi nè. Lấy sạch hết phần trắng ở bên trong và rửa thật sạch với nước nhé. Và kế tiếp anh sẽ khứa hình răng cưa ở bên trong của miếng cật như vậy. Hình như là đối với mực thì anh cũng làm như vậy đúng không? Để đúng khi rồi. Mà mình làm thì cái cật này nó sẽ xòe ra như là cái hoa đúng không anh? Đúng vậy. Và sau đó thì anh cắt ra thành những miếng nhỏ vừa ăn. Như vậy. Cật heo thì chúng ta ướp với lại một ít tiêu, khoảng nửa muỗng hạt nêm Aji ngon, một ít đậu hành băm, chúng ta trộn đều lên. Mình trộn thật là đều và nhờ mình đã khứa dọc ngang cái miếng cật như vậy cho nên bây giờ gia vị sẽ rất là dễ thấm vào bên trong. Trong khi chờ cho cật heo thấm thì anh sẽ cắt bí ngòi. Anh Vũ, bí ngòi không cần phải gọt vỏ hả? Khỏi, khi chúng ta ăn bí ngòi thì chúng ta không có ngược vỏ thì vỏ này rất là mềm và không có chất xơ gì hết. Anh cắt ba mặt của trái bí và sau đó anh bỏ cái phần ruột. Anh cũng khứa nhẹ như vậy. 1, 2, 3, 4. Anh Vũ nè, ở đây thì em thấy có bí ngòi màu xanh nè, bí ngòi màu vàng nè. Còn có loại bí ngòi nào khác nữa không anh? Anh thấy bí ngòi màu sắc thì chỉ vậy, chỉ có màu xanh, màu vàng thôi. Rồi, cà rốt anh cũng cắt ra thành những cái miếng mỏng và có cái bề bản cũng giống như là bí ngòi. Rồi, anh sẽ cho vào đây một ít dầu. Và anh sẽ cho tỏi vào phi thơm trước. Đối với món cật heo thì không thể nào thiếu tỏi được. Và khi chúng ta thấy tỏi chỉ xem màu vàng như vậy, chúng ta sẽ cho cật heo vào sau. Lúc này thì chúng ta phải để lửa cho thật lớn nha. Dạ. Bây giờ bắt đầu những cái sọc caro nở ra như những bông hoa rồi kìa. Trông rất là đẹp mắt đúng không em? Dạ đúng. Rồi sau khi cọt heo chúng ta đã chín khoảng 50% thì chúng ta sẽ cho tất cả các loại rau củ vô sau. Tại vì bí ngòi là một loại rau củ rất là mau chín ha. Chúng ta phải cho vô xào sau cùng thôi. Chúng ta cho bí ngòi cũng như cà rốt vô xào để khoảng 2 phút thôi là bí ngòi cũng đã chín rồi. Rất là nhanh. Các bạn. Quý vị khán giả đừng quên lưu ý nhỏ này nha. Bí ngòi rất mau chín, do đó chúng ta sẽ cho vào sau cùng. Xào một chút thôi rồi chúng ta sẽ tắt bếp và dọn ra là có thể ăn được rồi. Và anh sẽ cho vào đây một chút xíu nước mắm. Để dậy mùi thơm lên đúng không? Đúng vậy, đây là một cái gia vị của quê hương đúng không? Cho món ăn chúng ta được dậy mùi thơm hơn. Rồi diễn như vậy ha. Bây giờ anh sẽ rắc ra đây một ít tiêu. Và sau cùng cho vài con mồi lên trên. Bây giờ anh nhờ Minh Châu nếm và cho khán giả biết cảm nhận như thế nào nha. Dạ. Đây, anh gắp cho em một ít một miếng bí ngòi nè và một miếng cọt heo. Rồi, mời em. Em cảm ơn anh. Thơm mùi tỏi quá à.
Đúng rồi, tỏi chúng ta phải xào cho thơm, cho vàng lên. Hình như bí ngòi màu vàng thì ngọt hơn màu xanh một tí xíu. Chắc cô tình em ăn cái miếng đó được thấm gia vị nhiều hay sao đó. Thật sự ra cũng như nhận xét của Minh Châu đó các bạn. Món ăn này chúng ta sẽ ngon khi mà cực heo chúng ta là chín, là giòn, không có mùi hôi và phải dậy cái mùi tỏi đặc trưng. Bên cạnh đó bí ngòi thì chúng ta phải chín, mềm nhưng đặc biệt là vẫn phải có giòn khi chúng ta nhai. Cái đó mới là cái khó. Thì để làm điều đó thì các bạn nhớ là chúng ta xào với lửa lớn. Chúng ta xào với lửa lớn và bí ngòi chúng ta cho vào sau cùng. Thế thôi, rất là đơn giản. Món ngon. Vui Giáng sinh. Trong chương trình ngày hôm nay đâu ạ, trong tất cả các chương trình món ngon mỗi ngày thì các đầu bếp luôn muốn gửi đến cho quý vị những kinh nghiệm thật là quý báu để quý vị có thể dễ dàng hơn trong việc thực hiện các món ăn cho gia đình của mình, đồng thời làm phong phú hơn kiến thức ẩm thực của quý vị mỗi ngày. Hãy thường xuyên theo dõi chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ dĩ nhiên là thời lượng của chương trình đã hết rồi. Tuy nhiên trước khi chia tay, chúng ta hãy dành một ít thời gian để nhắc lại cách liên lạc với chương trình. Đó là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 0839308794. Còn bây giờ, đầu bếp Thanh Vũ, Minh Châu, chủ đề Món ngon vui Giáng sinh cùng với chương trình Món ngon mỗi ngày. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị.